Mình sẽ làm một cái video nói về cái thử thách đó, và cũng như là một kỷ niệm để tụi mình lưu lại cái số cân hiện tại năm 2020 của tụi mình, để sang năm 2021 á, tụi mình có lên hay giảm thì mình cũng có cái để mà nhìn lại. Đúng rồi, nếu mà giảm á tụi mình sẽ quay lại, còn nếu không giảm thì tụi mình không quay nha bạn. Như ơi, mày làm gì mày ngỏ ngoài mưa ngoài vậy? Chưa rồi ngỏ ngoài mưa không nên nha. Tao bắt ghẻ dưới mương nhà mày nè. Bị khùng nè, thấy không? Nè, hai con ghẻ khổng lồ luôn nè, các bạn thấy không? Có điều nó hơi bị lạnh lạnh chút nha. Trời ơi, vướng cái mạng nhện ghê quá Như ơi. Ôi, con nhện nó bắt tao rồi Như ơi. Đây coi, đây là tay tháo rồi chó. Quá ghê luôn mấy bạn ơi. Nói chơi chứ mấy con ghẻ này á, là mình bắt ngoài chợ nha mấy bạn, chứ phải bắt dưới mương nhện như nha. Tại mình quay cho các bạn hài hài thôi. Bữa nay á, ghẹ này thì mình sẽ làm một món cực kỳ đặc biệt luôn. Muốn biết là món gì không? Muốn. Ok, đi theo mình, let's go. Đi thôi. Bây giờ mình sẽ rửa hai con ghẹ này nha mấy bạn. Hai con này là hai con đực không à. Đó. Một con đã bị gãy càng rồi. Mình kỳ kỳ nó, rồi mình đem đi mình làm cái món đặc biệt. Bây giờ mày làm cái gì nó vậy? Bây giờ tao sẽ xách mát đi chặt dừa mày ơi. Vậy mày biết tao làm món gì chưa? À rồi, ghẻ hấp nước dừa. Không phải đâu, còn một thứ đặc biệt nữa. Bây giờ đi em mình. Như cho tao trái dừa này nha. Ừ, chặt đi. Nhưng mà trái dừa này bự quá à. Thôi sẵn chặt hai mình uống nước luôn. Ừ. Thôi khỏi chặt, cầm đi. Tao sẽ dặn. Dặn trái dưới. Rồi, có khi nào gì dặn vậy? Trái dưới mở gớt trái trên không trời. Dặn đại đi. Thôi dặn trái trên. Mấy bạn thấy trái dừa này bự không? Mình đem xuống là nó bự hơn cái mặt mình luôn á. Ê sao mày trắng quá vậy? Hả? Trắng tươi luôn á. Tại có ánh nắng mấy bạn, chứ bình thường mình đen lắm nha. Ủa đứng kế bên trái dừa trắng tươi rồi trời. Trời ơi. Tao dặn lâu dữ vậy, cái dừa gì mà nó dai dữ. Được rồi. Là ý nó không cho mày á. Được rồi nè mấy bạn ơi. Tại vì nó vướng cái dây gì nè mày ơi. Đó mấy bạn thấy không, này còn cái nè. Mấy bạn coi trái dừa nhạn như chất lượng ghê không? Nếu như mà có lái dừa nào mà thấy được cái video này thì vô vườn nhạn như mua dừa đi nha. Dừa bự dây không nè. Không biết nó nạo chưa nữa. Ok, bây giờ sẽ đi vô chặt ra nha mấy bạn. Còn rất là nhiều trái luôn. Đẹp luôn. Để trái dừa lên đây mấy bạn ơi. Trái dừa khá là bự luôn. Nè, mình nói cái trái đặc biệt là cái trái này nè. Nó nhìn giống như là trái mận vậy, nhưng mà nó không phải là trái mận nha mấy bạn. Nó thơm dữ lắm. Nó là trái đều. Đều này là đều của nhạn như nha mấy bạn. Trời ơi thơm. Bởi vậy nó hái cho mình nè. Có trái non, trái già, trái đực, trái cái gì nó hái hết luôn. Còn mấy trái này là mấy trái nó chín tới rồi đó. Bây giờ á thì mình sẽ bỏ con ghẹ của mình nãy mình rửa vô đây nha. Mình sẽ làm á ghẹ hấp với đều với nước dừa nha mấy bạn. Ăn được không mày? Được, tao nghĩ là rất là ngon. Mấy bạn biết sao không? Mình suy nghĩ vậy nè. Cái sự kết hợp giữa nước dừa thì nó ngọt đúng không? Còn trái đều này thì nó chua chua nhưng mà nó thơm. Thì nó sẽ có chua chua ngọt ngọt với thơm, thì nó không biết nó ra cái hương vị gì nữa. Trời ơi thơm. Con ghẹ này để vô cái nó hết cái nồi luôn mấy bạn ơi. Chọc nước vậy. Đó. Được chưa, được chưa? Rồi, để tôi kêu, để kêu. Cái càng xuống. Đó. Sẽ cho mấy trái đều vô nha mấy bạn. Mấy trái nhỏ nhỏ thôi, còn mấy trái bự để mình ăn. Đó, ok mấy bạn ơi, bây giờ á thì mình sẽ chặt trái dừa siêu to khổng lồ này ra nha. Trời ơi. Mình nghĩ là nó chưa có dáng cái quá. Tại vì bây giờ trưa rồi, mình rất là nực luôn. Mấy bạn thấy quần mình săn ống sổ không? Cho nó mát. Wow. Trái dừa gì bự quá, cầm không nổi. Ôi, chắc nó non quá mày. Non không? Non. Non. Coi chừng văng vô mặt. Ôi chừa tao nói rồi. Tại nó mở hàng mấy bạn ơi. Tại mở hàng có chừng văng vô mặt. Đó. Bây giờ mình sẽ đổ vô trong cái nồi này nha mấy bạn. Đổ vô nước dừa vô để mình hấp nha mấy bạn. Chắc được rồi đó mấy bạn ơi. Cái này là luộc luôn chứ hấp nhiều quá thì nước đổ hết luôn đi. Tại vì cái nồi mình nhỏ nha mấy bạn. Đó. Mấy bạn ơi, chặt trái dừa xong rồi, đổ mồ hôi quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ để lên cái bếp này nha. Con Như nó nhúm cho mình nè.
đó, nó nói chuyện hết nổi luôn rồi mấy bạn ơi. Bây giờ chờ đợi để mà ăn nha mấy bạn, mình nghĩ là sẽ rất là ngon luôn á, như nó chụm củi y chang như là nấu bánh tét vậy mấy bạn. Ê, ơi coi chừng nó lật á đó. Nhẹ thôi. Ừ. Rồi lấy nắp vung lại lại. Ok, bây giờ mình sẽ đẩy nắp vung lại cho Như nha mấy bạn. Mấy bạn thấy bữa nay mình mặc đồ bông nè mấy bạn, giống cô Tư bông không? Dạ, ổng truyền nhân của cô Tư nha mấy hồi bạn. Nãy giờ á mình nhúm lửa cho Như, nắng nóng á mình mới mặc áo phát vô, bịt khẩu trang vô nha mấy bạn. Ừ. Đó. Đẩy lại. Rồi. Cái càng sao nó ngoan rồi cho mình coi. Đó. Bây giờ mình nghĩ là chờ chút xíu nó mới sôi lên nha mấy bạn, rồi chút xíu mình quay lại thăm nha. Đợi nắng nóng á. Trời nắng nóng, vừa nắng mà chụm cái này nó nóng, nó hắt lên cái mặt rát lắm mấy bạn ơi. Ok mấy bạn ơi, mình thấy cái món luộc này nó rất là đơn giản, nhưng mà ngày hôm nay mình muốn mix những cái hương vị trái cây cũng như là nước dừa nè với lại hải sản, xem là mùi vị ăn của nó sẽ như thế nào nha mấy bạn. Nếu như mà ăn ngon á thì mình sẽ chia sẻ cho mấy bạn, còn nếu như mà không ngon thì mình cũng thật thà chia sẻ cho mấy bạn luôn. Nhớ chờ xem kết quả nghe không. Và nếu như thích video này đừng quên để lại cho mình một like, và nhớ là để lại bình luận ý kiến của các bạn về cái món ngày hôm nay của mình nhé. Và bây giờ thì chờ nó sôi lên rồi chúng ta cùng thưởng thức thôi. Wow. Chua chua chín như rồi. Ừ. Chút nữa đi. Thơm không? Thơm mùi đều hả? Hay thơm mùi nước dừa? Thơm mùi khói. Bà khẩu trang vậy mà hỏi mới thơm mùi đều nước dừa. Mình là mình thật tình có gì nói nấy nha mấy bạn. Thì bịt khẩu trang thử khói được cũng hay vậy. Sôi quá trời rồi mấy bạn ơi. Thôi mày ơi, để cho nó một chút xíu nữa đi, cho nó chín với thấm nước dừa cho nó ngon, với lại mấy cái đều cho nó rụt rụt, cho nó ra nước chua chua á, ăn đỡ ngán. Ok. Bây giờ sẽ nấu thêm 5 phút nữa nha mấy bạn. Chứ mình nghĩ là ghẹ nó đụng nước sôi là nó đỏ, nhưng mà phải cho nó thiệt chín ăn nó mới ngon nha mấy bạn. Bạn ơi, nãy giờ chắc mình nghĩ là nó đã chín rồi, bây giờ mình sẽ dở ra nha. Nóng quá. Wow, nó sôi quá trời luôn mấy bạn, nhìn hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa. Trời ơi, trời nắng lên nó đẹp kìa. Trời ơi, bây giờ mình sẽ gắp cái con cua ra nha. Vậy cua? Rồi con ghẹ ra nha. Sao gắp ta, hay nhắc cái nồi xuống? Nóng không? Nóng, nóng. Thôi nhắc cái nồi xuống đi. Ui chua choa. Nóng quá mấy bạn ơi. Bây giờ nha, mình sẽ gắp. Để xích vô xíu nha. Hả? Này hả? Ừ. Đây, này mình có kê cái ghế dưới nha các bạn. Rồi mình để cái nia lên. Mình lót miếng lá chuối lên cho nó dân dã. Bây giờ mình sẽ gắp con ghẹ ra nha các bạn. Thơm quá à. Đó. Trời ơi, cái mùi á. Cái mùi gì? Cái mùi thơm á. Mấy bạn ơi, bây giờ sẽ gắp mấy cái trái này lên nha. Để chút mình ăn thử coi sau khi hấp nó có mùi vị như thế nào nha mấy bạn. Ê, nó đổi màu hết rồi mày. Ừ. Chắc là nó ra hết nước chua chua rồi đó Như. Ờ. Ok mấy bạn ơi, mình đã làm xong rồi nè. Mình mới để mấy trái đều bự lên nhìn cho nó hấp dẫn, với lại chút xíu mình sẽ ăn luôn nha các bạn. Nó nói ở ngoài vườn nắng lúc nào nó cũng khát nước hết trơn á. Bây giờ thì mình sẽ ăn trước một con nha. Trời, thơm nha mấy bạn. Không biết là ăn mùi vị của nó sẽ như thế nào đây. Bây giờ thì mình sẽ khui. À quên nữa mấy bạn ơi, chén muối ớt đồ hàng nha mấy bạn. Đồ hàng của Như, Như nó có nhiều đồ hàng lắm. Mấy bạn mà thích sưu tầm gì á là nó có đó hết á. Bây giờ mình để cái tạm thời mình để cái chén muối ớt đồ hàng ở đâu đây. Đây đi. Rồi, bây giờ mình sẽ khui con này ra nha mấy bạn. Trời trời nắng rồi. Wow. Thịt nè mấy bạn, ngon nghe chưa? Ê mấy bạn, bây giờ mình sẽ cắn cái càng cho nó ngon nha. Trời ơi, cắn biết có gãy răng không đây. Ngọt quá. Sợ gãy răng ghê á.
Ngọt ngọt ngon. Ê răng quá mấy bạn ơi. Thôi mình để xuống đây đi, để chút cho Như ăn nữa. Mình để tùm lum vô nó thấy ghê nó không ăn nữa mấy bạn ơi. Bây giờ Như quay cho mình nha, xong rồi mình ra mình quay cho nó nha mấy bạn. Nè, thịt nè mấy bạn. Bây giờ mình sẽ rứt cái miếng thịt ra nha. Cái này giống như cái ngoe của con cua hoàng đế vậy. Chấm vô miếng muối ớt nè mấy bạn. Nè thấy không, thấy thèm ghê không. Đó, muối ớt đồ hàng có đồ cầm luôn. Mời các bạn nha. Ngọt quá. Ngọt mà cay kiểu gì vậy ta. Kiểu ớt không ra ri. Ngon quá. Lần này bữa nay mình chơi con ghẹ chà bá lửa luôn mấy bạn. Mình với Như ăn. Nè mời các bạn nha. Trong đây còn nữa, không dám cắn Như ơi. Sợ gãy răng. Cắn đại đi. Tài trợ cho tiền làm răng nhau. Để cắn thêm cái càng này nữa mấy bạn. Ê răng quá. Quá đã luôn mấy bạn ơi. Bữa nay mình mua ghẹ rất là rẻ nha mấy bạn. 180 kg hay gì đó. Mua hai con nhiêu? Hai con 100 mấy, 130 hay gì á. Hai con này nhìn bự chứ nó không có nặng mấy bạn ơi. Nó nhẹ hiều à. Nè, đó. Thấy thịt thấy ngon không? Bây giờ mình lại quết với muối ớt hung gari nữa nha mấy bạn. Nè, như vậy xương xương thôi. Vừa đủ the the đầu lưỡi. Mời các bạn nha. Hết sảy con bà bảy. Ngon quá Như. Ok mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ để máy để Như vô ăn chung với mình nha mấy bạn. Ok mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ ăn chung với Như nha. Hồi nãy á, mình ăn bên đây rồi, Như muốn ăn con nào cũng được hết trơn á. Nãy tao có bẻ cái càng à, mình vô cho nó lựa chọn nha mấy bạn. Ăn càng này đi, càng chung con tao ngon á. Vậy mà nó cũng nghe mình nữa mấy bạn. Bây giờ mình bẻ cái càng nha mấy bạn. Đây, bây giờ mình sẽ ăn cái một trái đều cho mấy bạn coi. Nè. Giờ mình bẻ ra. Đây nè. Ôi. Ôi. Wow. Vô Như, vô Như. Mày giống ăn cua hoàng đế quá, rút kia nó ra hết luôn. Ra luôn mày nè, không. Nè mấy bạn không còn gì luôn nè mấy bạn. Quá dữ luôn. Dạ. Ôi. Ngon Như. Nè mềm mềm mà ngọt ngọt. Mình chấm miếng muối ớt nha các bạn, mời các bạn nha. Ngon. Thịt nó dai dai mà nó ăn nó thấm vô nó ngọt. Có đều nó vô nó cũng chua chua nữa nha. Vậy hả? Mình thấy cái hộp đều này nè, đem về rang lại giống như hộp đều mình ấy luôn á. Bậy má ơi, không hả? Có rang được. Mà ăn vậy đồ ăn được không? Không. Hộp đều này không ăn được hả? Không, đâu phải điều kia đâu ăn. Xin lỗi mấy bạn, mình tưởng điều kia. Ôi tao cắn nhẹ nhất răng thiệt chứ. Ôi này hết rút rồi được rồi. Nè, mời mấy bạn nha. Ngon quá bạn ơi. Nó mềm mà nó ngọt, nó chua chua. Cái trái này ăn ngon kìa. Tuy là nó không có giòn nha mấy bạn, nhưng mà ăn nó ngọt, nó chua chua. Ngon quá. Ngon. Ngon. Con ghẹ này ngon. Ôi. Để mình ăn càng này cho mấy bạn. Không rút ra được Như. Hồi nãy tao rút ra được đó. Như ngồi hơi bành trướng chút xíu nha các bạn. Cho nên hả? Ờ. Lép lên qua một chút. Được rồi, tại mình ghẹo nó mấy bạn ơi. Đó. Hai đứa ngồi xa xa giãn giãn cho dễ cắn, khỏi dành ăn. Đây. Thịt bự ra chưa? Ngon. Nè mấy bạn. Thấy không? Đó. Ôi. Nè, mình gỡ số thịt ra nè. Ê, có bị mất cái đầu không?
Mắt cái đầu hả? Ừ. Cái đầu mày bự lắm, không mắt đâu. Cái đầu cao lắm. Ừ, cao. Đó, mời mấy bạn nha. Ngon ha. Ừ. Còn miếng ăn không? Ăn. Ừ. Cái đều ngon ghê luôn, tính ăn thêm trái nữa rồi. Đều ngon. Chua chua ngọt ngọt. Ê, thịt ngọt quá vậy. Ngon quá. Cái ngoe nha. Được, cái dừa nó ngon gì đâu luôn á. Mày thấy món này tao chế hay không? Ngon. Ừ. Tao giờ tao mê ăn đều hơn ăn ghẹ rồi. Ngon hả? Ừ. Cái mềm mà nó ngọt ngọt nha, nó không có chua lè nha Như. Đều nhà tao trồng mà. Ừ. Cái này không phải mình trồng nữa mấy bạn ơi. Nhà cha trồng. Không phải luôn. Có sẵn. Nó tự có hộp á, rồi nó tự lên luôn á. Vậy để hộp đây nó lên ta. Cái hộp nó giống như gãi để dưới đống độn đó, nó tự lên mà bự luôn. Ở thì mấy trái đều này đâu có ăn như mà bằng ta bán đâu. Ăn trái rồi. Một ngay hả? Ừ. Có, có sâu nha. Ừ. Cái mình thường hay bữa trước mình hay ăn ghẹ, bây giờ lần đầu tiên mình ăn trái đều á. Hồi xưa lắm á mình biết trái đều nhưng mà mình cũng không có ăn nữa bạn ơi. Ờ vậy. Mình nghĩ nó giống như trái mận, chua chua ngọt ngọt. Nhưng mà nó khác trái mận. Trái mận mày ăn mấy trái chín nha. Cái giòn. Ừ. Còn mấy trái sống ăn nó chua lét mà cứ ngắt à. Để thử ăn cái trái mà luộc với ghẹ coi. Ngon. Nó chua. Ngon. Đây nó sẽ ngon á. Nè mấy bạn. Nó không còn miếng màu luôn mà nó chua. Ngon. Chua quá. Ăn với ghẹ, ăn cái này nó đỡ ngán nha. Chua quá nhiều rồi. Trái nhỏ nó chua lắm nha. Nè, ăn mấy trái này ngọt nè. Ừ. Trái ngọt nè. Trái này có sâu nè. Không có, không có. Ăn đi. Nó chua mà nó chát, mấy trái nhỏ đúng nó rồi. Chua mà nó chát. Là nó non hả Như? Hay là nó bị đực? Nè, nó bị hư nè. Ừ. Thấy không? Nó dễ hư lắm nha các bạn. Mình, nhà mình ấy không có phân thuốc gì trơn á. Có dòi hả? Ừ. Bỏ đi. Thôi, có dòi mà nó dám cạp. Nè. Ê, cái này không hư. Nè, con dòi nè. À, bỏ đi bà nội. Bị hư rồi nha các bạn. Cao cắn ngon á. Khẽ con cua này ra lo tách cho. Ok mấy bạn mình sẽ tách con cua ở đâu quên nó con ghẹ. Ăn ghẹ mà nó cua thôi bạn. Mấy bạn còn ăn đều là mận không à. Hai đứa mình sẽ ăn con bự này. Nè Như. Người nửa cái. Người nửa cái. Để mình lấy cái mai nó ra. Ý lộn mà cái đồ à. Cái này ra. Kêu bằng cái gì ta à, cái mang hả. Cái đồ thở hả Như. Không biết luôn nữa. Nó cái ri ri vậy. Cái hơi thở của nó. Cái màng của nó vừa rồi. Ừ, thịt không mới bạn. Ừ. Để mình chấm vào miếng muối ớt nha. Ăn cho ngon cái. Mời các bạn nha. Ừ, ngon. Nãy giờ á hai tụi mình lo ăn không à. Mà cái máy quay của con Như hết pin rồi. Bởi vậy á mới vô lấy cái điện thoại vô quay nha mấy bạn. Ok vô. Nè, lo ăn không mà bởi vậy thấy hai con ghẹ bự quá ăn không. Ừ, ngon quá mấy bạn ơi. Nè, mời bạn nha. Nè, chấm cái vô cái nè. Ôi, để rút miếng thịt nó ra. Rồi vô nè. Vô. 1 2 3 vô. Mời bạn nha, nguyên cục thịt luôn nè. Nôm nãy ở lo ăn quá mệt quá nó chuyện phiếu mẹ. Ừ. Rồi luôn. Ăn cua bị sai mồi. Cua nữa. Ăn ghẹ bị sai mồi. Ừ. Ghẹ là ngon thiệt các bạn. Ghẹ này giống Như á mấy bạn. Mập ghê, thịt nhiều. Luộc, ta nói luộc nước dừa nó ngọt ơi là ngọt luôn á. Ừ. Ơi nắng lên rồi. Ừ. Nãy giờ hai mình ngồi đây nè. Đợi mưa cho mát. Mà không mưa mấy bạn ơi. Bây giờ trời nắng lên rồi quá đã. Bây giờ ta ăn tới bến luôn nha. Ừ. Nắng lên rồi. Nắng lên rồi. Nhìn nó sáng lên nữa bạn. Nãy tới mưa tới thui luôn. Thịt nè mấy bạn thấy không? Mời các bạn nha. Như hai chị em mình vô bây Như. Vô. Gì hai chị em? Ai chị tới em? Tới rồi, tới rồi. Chị em. Vô. Chị em. Vô. Chị em cái khế. Vô nha các bạn. Thịt quá trời Như. Ngon. Nè, xới xới luôn nè. Nè mấy bạn. Ngon quá bạn ơi. Hai đứa ăn cái này chịu lên 5kg. Mà ăn nào. Có cái này nữa. Nó chua chua cũng đỡ đúng rồi. Không? Mình nói cho mấy bạn nghe à, bây giờ mà tụi mình sẽ làm một cái thử thách này. Nếu như mà mấy bạn thấy được á, thì mấy bạn nhớ để lại comment cho tụi mình làm nha. Bây giờ á thử thách gì? Mình sẽ kêu con Như
chi. À, lên cái cân coi nó bao nhiêu ký, còn mình cũng cân bao nhiêu ký. Nếu như mà mấy bạn mấy bạn sợ lắm. Để lại bình luận trong cái clip này, nếu như mà mấy bạn nói là muốn biết số ký của tụi mình á, thì tụi mình sẽ làm gì biết không? Lên cân rồi quay lại cho mấy bạn xem nha. Đúng rồi. Mà mấy bạn á, nhớ thích cái video này nha, cái video ăn ghẹ của hai tụi mình nha, rồi hai tụi mình sẽ thử thách leo lên con rồi quay vô cho mấy bạn xem. Nếu mà mấy bạn có hết vậy á, thì mấy bạn comment cho ở dưới cho hai tụi mình biết nha. Giống như là một cái dấu mốc để ghi lại cái ngày mà tụi mình bao nhiêu đây ký, rồi mai mốt á tụi mình sẽ quay clip từ từ á. Nếu như mà nó mập lên á, thì có cái để làm bằng chứng. Đúng. Còn nếu như mà nó ốm lại thì cũng có cái kỷ niệm là hồi xưa mình đã từng mập. Đúng rồi, trời ơi. Hay ha. Trời ơi, sao mày thử thách hay ta. Mà mình leo lên con mình mất cỡ nha mấy bạn. Có gì đâu mất cỡ mấy bạn. Giống như nó lên con rồi nó thấy mình mập quá, cái mai mốt nó sẽ tự động, nó sẽ ốm lại. Mấy bạn sẽ cảm thấy là nhiều bạn mà mập giống nó sẽ có động lực để mà giảm cân thì sao, đúng không? Giống vừa tạo động lực cho mình mà vừa tạo động lực cho mấy bạn luôn. Ừ. Ngon không? Ngon. Ngọt quá à. Thôi để đây đi, nãy giờ ăn nhiều rồi. Bây giờ mình ăn một cái điều. Ông nhận cái thịt con ghẹ này nó ngon thiệt á. Nó ngọt ghê ha. Ngọt, thịt ngọt xương luôn. Ừ. Mình ăn mình xả dưới đây nè. Con Như thì xả trên bờ cho mấy con gà ăn, cùng mình nó xả dưới đây nè, coi mấy con vịt ăn nha các bạn. Mình xả cho con Kiki ở trong nhà nha các bạn. Kỳ đâu con gà kìa, mấy con gà lại kìa. Ừ. Và nếu như mấy bạn nào thích video này của tụi mình á, thì đừng quên để lại cho tụi mình một like nha. Ừ. Và nhất là cái ý kiến mà nãy mình nói á, nếu mấy bạn nào mà muốn làm tụi mình làm cái clip thử thách nó leo lên con á, rồi quay lại cho mấy bạn xem, thì nhớ để lại bình luận ở dưới là thử thách lên con nha mấy bạn. Số ký của Như Mập và Như Ú, thì tụi mình sẽ làm một cái video nói về cái thử thách đó, và cũng như là một kỷ niệm để tụi mình lưu lại cái số cân hiện tại năm 2020 của tụi mình, để sang năm 2021 á tụi mình có lên hay giảm thì mình cũng có cái để mà nhìn lại. Đúng rồi, nếu mà giảm á tụi mình sẽ quay lại, còn nếu không giảm thì tụi mình không quay nha mấy bạn. Thôi mà mình nói chơi cho vui thôi nha. Ok, và mình nghĩ là cái clip này đến đây nó cũng khá là dài rồi, chứ là tụi mình sẽ kết thúc ở đây, và chào mong kết quả của từ các bạn. Nhớ để lại bình luận cho tụi mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye, bye.